Xin chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Góc nhìn thẳng của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Thưa quý vị, trong các kỳ phát sóng trước thì chương trình đã chuyển tải đến quý vị những phân tích khẳng định văn hóa là hồn cốt, là động lực và là sức mạnh mềm của sự vận động phát triển tổng thể kinh tế, văn hóa, xã hội của mỗi tộc người, từng quốc gia. Vì thế mà khai thác tiềm năng để làm thăng hoa giá trị vốn có của nó trong quá trình phát triển của một đất nước, khu vực là mục tiêu mà chúng ta đang hướng đến. Vậy thì đâu là những giải pháp, nhất là việc đầu tư cho văn hóa để xác định hướng đi chắc chắn cho tương lai phát triển của một dân tộc quốc gia? Mời quý vị cùng theo dõi trong chương trình hôm nay. Sau hơn 36 năm đổi mới thì các chủ trương đường lối của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đã được cụ thể hóa trong các chính sách pháp luật của nhà nước, được ghi rõ trong hiến pháp. Việc triển khai thực hiện trong thực tiễn cũng đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, không thể không nhìn nhận thực tế là văn hóa chưa được quan tâm một cách đầy đủ, tương xứng với tiềm lực kinh tế, chính trị. Văn hóa chưa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh, phát triển bền vững của đất nước. Vai trò của văn hóa trong xây dựng con người chưa được xác định đúng tầm, còn có chiều hướng nặng về chức năng giải trí. Việc phát triển các lĩnh vực văn hóa chưa đồng bộ, còn nặng hình thức, chưa đi vào chiều sâu, thực chất, công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý văn hóa còn lúng túng, chậm trễ, đầu tư cho văn hóa chưa đúng tầm, còn dàn trải, hiệu quả chưa cao. Phát huy toàn diện và đầy đủ các nguồn lực văn hóa, bao gồm nguồn lực con người, nguồn lực tài chính, nguồn vốn từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn từ quá trình xã hội hóa, sự đóng góp của cộng đồng, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cùng tham gia phát triển văn hóa. Đối với nguồn lực con người, cần chú trọng công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ văn nghệ sĩ, những tài năng nghệ thuật của đất nước, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ văn nghệ sĩ phát động, nghệ sĩ hoạt động và phát huy khả năng sáng tạo nghệ thuật, xây dựng các tác phẩm có chất lượng cao. Các quy định của pháp luật hiện hành về huy động nguồn lực cho thấy là văn hóa chưa hoàn toàn là ngành nghề được ưu tiên khuyến khích. Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa còn bị gián đoạn. Do đó, Hội thảo văn hóa năm 2022 diễn ra ngày 17 tháng 12 vừa qua tại Bắc Ninh với chủ đề Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa đã luận giải, khơi thông các điểm nghẽn trong thể chế, chính sách, huy động nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa. Đề nghị Quốc hội sẽ sớm đưa vào trong chương trình xây dựng luật và pháp lệnh về luật bổ sung sửa đổi luật di sản văn hóa nhằm thể chế hóa đầy đủ các chủ trương chính sách của Đảng về bảo vệ, phát huy giá trị của di sản văn hóa, đẩy mạnh về công tác phân cấp, phân quyền và xã hội hóa cho công tác bảo vệ, phát huy các giá trị di sản văn hóa, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn di sản văn hóa và phát triển, để nhằm huy động nguồn tài nguyên văn hóa vô giá của dân tộc, những báu vật của thiên nhiên ban tặng, những giá trị văn hóa được các thế hệ người Việt Nam dày công vun đắp và dệt nên. Chương trình giáo dục phục vụ cho mục đích phát triển văn hóa không thể chỉ giới hạn trong phạm vi trường học. Gia đình và cộng đồng phải có vai trò không thể thay thế trong việc mang lại những tiếp xúc và những trải nghiệm văn hóa chân thực. Về xây dựng văn hóa học đường, đây có thể xem là một điểm nhấn trong các giải pháp để thực hiện cái chương trình phát triển giáo dục văn hóa. Những gì đang diễn ra trong trường học đạt tới chuẩn và thể hiện được giá trị thì đó là văn hóa học đường. Xây dựng văn hóa học đường gắn liền với việc thực thi các quy tắc ứng xử trong trường học, các chuẩn giá trị của trường học, lấy việc thực hiện kỷ cương trường học làm nền tảng, coi trọng phương diện tu dưỡng cá nhân của học sinh và lấy đó làm gốc cho phát triển văn hóa. Như vậy, khi xác định được những ách tắc trong con đường đi lên của văn hóa thì các đại biểu tại hội thảo đã bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng về hệ thống chính trị sẽ thống nhất nhận thức, hành động trong xây dựng thể chế, chính sách phát triển văn hóa của đất nước để khơi thông nguồn lực và thúc đẩy sáng tạo, chuyển hóa các trụ cột tài nguyên văn hóa vốn có, vô cùng giàu có, phong phú của dân tộc và tạo thành sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam. Hội thảo văn hóa năm 2022 đã phân tích bàn bạc số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về số vốn ngân sách từ nguồn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho phát triển văn hóa là 9.466 tỷ đồng, gấp 2,26 tỷ đồng so với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước. Cùng với đó,
Tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 2021, thì Chính phủ đã có tờ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung 2.728 tỷ đồng để đầu tư một số công trình văn hóa. Chưa kể, hàng nghìn tỷ đồng từ nguồn đầu tư của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho phát triển văn hóa. Những con số nghe qua có thể là lớn, nhưng để đạt được mục tiêu phát triển văn hóa như định hướng của Đảng thì chưa thể coi là đủ. Tổng lại thì chúng tôi thấy là giai đoạn trung hạn 21-25 thì chúng ta đầu tư phát triển khoảng 66.500 tỷ và tính trên cái tổng số là 2.8.710 tỷ của vốn ngân sách đầu tư đấy, giai đoạn 25 thì chiếm khoảng 2%. Tính toán như vậy thì tôi thấy là cũng cơ bản đáp ứng được theo cái chiến lược phát triển văn hóa của chúng ta đến năm 2030, tức là chiếm khoảng 2% tổng cái chi đầu tư. Như vậy, khơi thông được nguồn lực đầu tư cho những giai đoạn tiếp theo của chiến lược phát triển văn hóa là điều hết sức quan trọng. Nhưng khơi thông được ý thức giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa trong mỗi người dân là càng đặc biệt quan trọng hơn. Tại Bình Phước thì các cấp ủy đảng và nhà nước luôn quan tâm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đồng bào các dân tộc thiểu số và luôn ý thức sâu sắc giá trị văn hóa truyền thống là tài sản vô giá của các thế hệ tiền nhân để lại cho thế hệ hôm nay và mai sau, góp phần quan trọng vào ổn định xã hội và tăng trưởng kinh tế. Văn hóa đương nhiên phải là nội lực phát triển. Vì xây dựng được mỗi một người có văn hóa thì toàn xã hội sẽ là xã hội văn hóa, và văn hóa nó đi sâu vào trong cái suy nghĩ của mỗi người dân, và xây dựng được cái nền tảng văn hóa tốt thì tinh thần tốt và thực hiện mọi nhiệm vụ sẽ đạt được. Cái lĩnh vực văn hóa đối với lại địa bàn xã Đồng Tiến thì chúng tôi cũng xác định rằng là đó là cái món ăn tinh thần trong mỗi người dân, và chúng tôi khuyến khích các cái câu lạc bộ, trong đó có cả đàn tính hát then hay là các cái câu lạc bộ của đồng bào Stiêng bản địa về cổng chiêng. Và chúng tôi xây dựng được những cái câu lạc bộ này thì chúng tôi gắn với những cái địa chỉ cho những cái đơn vị, những cái mạnh thường quân, những cái doanh nghiệp để hỗ trợ xây dựng cái đội ngũ, rồi thì mua sắm các cái trang thiết bị để hỗ trợ cho cái câu lạc bộ này ngày một phát triển thêm nữa. Nếu mà Đảng và Nhà nước cấp trên quan tâm thì sau này thì muốn đầu tư thêm cái dàn, cái mic, rồi cái quần áo thì bọn tôi thì đều tự sắm hết, xong là đàn thì cũng tự mua. Thì nếu mà nhà nước có quan tâm và giúp đỡ thêm thì mong là cũng cố gắng giúp đỡ cho hát then càng ngày càng phát triển. Thế quan điểm lãnh đạo của Đảng ủy ban xã thì hiện nay chúng tôi đang thành lập cái tổ dệt thổ cẩm của ấp Bồ Dinh, cũng như là câu lạc bộ cổng chiêng ấp Bồ Dinh để giữ gìn và phát triển cái văn hóa dệt thổ cẩm và cổng chiêng của người đồng bào Stiêng. Thì riêng trong đó là có cái tổ dệt thổ cẩm, hiện nay cũng đã tập hợp được rất nhiều những cái hội viên của chính những bà con tại ấp Bồ Dinh, mà hiện nay lo chị Thị Mương là một trong người nòng cốt để gây dựng lại cái phong trào dệt thổ cẩm ở đây bằng việc là các chị dệt cho những cái sản phẩm của người Stiêng như áo quần, túi để bán cho du khách, những người đến tham quan Thanh An, cũng như là cho con em người riêng tại địa phương thuê để tổ chức trong các cái lễ hội hay tổ chức những cái đám cưới, qua đó để gìn giữ cái văn hóa của người riêng tại xã Nghệ An, nói chung là văn hóa người riêng người Tiêng. Cũng mong muốn sau này á, Đảng Nhà nước quan tâm nhiều hơn về chị em, về cái dịch thổ cẩm truyền thống này, để làm sao chị em chúng ta thì giữ gìn cái bản sắc văn hóa, cái giá trị của đồng bào dân tộc mình luôn luôn là được giữ mãi đến thế hệ sau này. Thưa quý vị, sự phát triển mạnh mẽ của văn hóa càng được thể hiện rõ nét trong các dịp lễ Tết Nguyên Đán của dân tộc. Do đó, với những hoạt động văn hóa có thể nói là còn mờ nhạt như hiện nay, thì việc đầu tư đồng bộ cho văn hóa là điều tất yếu để sự phát triển của văn hóa được biểu hiện đúng tầm với vai trò vị trí. Cũng từ đó thì làm cơ sở vững chắc để các thế lực thù địch không thể vin vào chống phá Đảng Nhà nước ta trên mặt trận văn hóa. Đến đây thì chương trình Góc Nhìn Thẳng kỳ này xin được tạm dừng. Mến chào và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong kỳ phát sóng tiếp theo.